Xin được chào thầy Tiến và tất cả các anh chị em Linh ngày hôm nay. Thầy Tiến gọi em là thầy phong thủy nhưng mà không phải đâu, mà em chỉ đọc sách phong thủy được khoảng 20 năm và tử vi hay là thần số học hay là kinh dịch em đều có thể hiểu hết, nhưng mà cái đấy thì nó phải dựa vào cái phước báu của mình đấy, nó dày hay mỏng. Thế thì năm 2021 là em tham gia cái lớp siêu mùi giới, và đến cuối 21 đầu 22 thì tham gia cái lớp CKB, và khi học cái lớp môi giới xong ấy thì đã môi giới cho ông hàng xóm được một cái nhà, là từ 12 tỷ xuống mua 8 tỷ, và mình không lấy hoa hồng. Tháng 2 là 2022 ấy, thì là khi mà thị trường nó cắm đầu thì lại tư vấn cho hàng xóm bán cái đất từ 8 tỷ lên tới 11 tỷ rưỡi, cũng không lấy hoa hồng, không lấy hoa hồng. Có cái video của thầy Tiến chia sẻ ở trên đồi Lý Bắc Giang vào đầu năm 2022 thì thầy có nói là 12 tháng đến 18 tháng nữa kinh tế sẽ suy thái, và nếu ai có đất thì đã 10 đồng thì bán 7, bán 6 hoặc bán chị. Thì mình về mình áp dụng và mình bán một lô đất Bắc Linh và hai lô đất Bắc Giang. Thì lúc đấy hai lô đất Bắc Giang thì nó đang 3 tỷ tư, thì mình về mình bán xuống 1 tỷ tư một lô, hai lô được 2 tỷ 8, mình vẫn lãi được tiền. Và còn lô đất ở Bắc Linh thì mà lúc đấy là gần 6 tỷ. Đấy. Thế cơ cấu vốn thì mình quay về mình chỉ ngồi chơi và chuyển hướng là chuẩn bị làm cái nhà. Thế mà còn khi mà tất cả bạn bè, có những người bạn là nhà đang ở thì mình xui là đi bán nhà đi, bán nhà, thuê nhà trọ, thì các bạn cũng bán nhà, thế và cũng lại rất là lãi. Thế bán nhà thì bây giờ nó lon 9 tỷ thì bán xong bây giờ nó xuống 5 tỷ. Thế là mình cũng không bị oan ra. Đấy. Thế mà mình xui cũng rất nhiều người bán. Thế thì tất cả mọi thứ ở thời kỳ suy thoái này hoặc là bất cứ trong tình huống nào, trong các cái ông chủ hay là bà chủ lớn mà mình theo dõi thì đều nó phải liên quan đến cái phước báu. Đấy. Và phong thủy hay là tử vi rất chính xác, nhưng nếu phước báu không dày vẫn cắm, phước báu mà dày thì rất đơn giản thì nó lại cứ lên. Đấy. Đây nó lại như thế. Thế thì mình chia sẻ thì nó cũng rất dài, mình xin phép chia sẻ ngắn gọn đi. Tốt, chào bó tay cho anh Sơn, Bắc Ninh. Nick đã đào tạo hơn 200.000 học viên từ năm 2012. Bạn có muốn tìm hiểu các bí quyết kinh doanh và đầu tư trong cộng đồng Nick Family với hơn 3.000 thành viên toàn quốc và bên ngoài không ai tiết lộ? Đăng ký ngay để trở thành thành viên. Hotline 19006713, website nickadu.vn.